À, em chào mấy anh chị tiếp nha. Hôm nay sẽ sơn cái chậu tròn tứ linh 45 này cho mấy anh chị coi ha. Đổ bằng sợi thủy tinh mấy anh chị. Phơi nắng hôm qua giờ nó cũng khô rồi. Phơi nắng nó khô luôn, không nứt. Đổ bằng sợi thủy tinh thì nó phơi nắng thoải mái, không nứt chậu đâu. Không bị xé được. Đây sơn, giờ nó khô rồi mình sẽ lót kìm trước nha mấy anh chị. Mình lót kháng kìm lên trước. Tứ linh 45, em đang đặt anh kia anh làm cho cái 55 nữa. Cái loại này có kích thước 35, 45, 55. Làm thêm cái 55 cho nó to hơn nữa. Cái 55 dễ bán hơn, nó gần 60 dễ bán hơn. Rồi, đợi em nó lót kìm lên mấy anh chị. Lót cho nó lớp kháng kìm vô nha mấy anh chị. Lót kìm kỹ kỹ vô thì nó bền nha mấy anh chị. Lót kìm ok thì nay nó màu trắng nha. Lót kháng kìm nha, lót kỹ vô đấy, lót vô cái chỗ dưới của nó đó, đó chỗ đó đó. Ở dưới cái chậu á. Đó. Đó, lót cho nó kỹ kỹ vô. Để nó đừng có bị hút sơn phủ mấy anh chị, với lại nó bảo vệ cái màn sơn mình tốt hơn, nó tránh phai màu. Lót kìm xong xíu nó khô mình sơn nền đen nha mấy anh chị. Cái chậu này chỉ có giả đồng là đẹp nhất thôi, giả đồng là đẹp thôi. Bữa nay sơn lại màu nhiễu đồng 908 nha mấy anh chị nào mới chưa có mua sơn biết nha. Bữa giờ xài nhũ 304 cũng nhiều rồi, xài lại nhũ 908 cho mấy anh chị biết. Rồi lót kìm kỹ kỹ vô rồi để nó khô mình sơn nền đen lên mấy anh chị. Bây giờ mình sẽ sơn nền đen nha mấy anh. Lót kìm khô là mình cứ sơn nền đen lên, sơn từ từ đó, sót mấy góc. Cứ đi hết qua xíu nữa dầm là lắp rồi. Sơn nền đen nên mình đánh đồng nha mấy anh, đánh đồng cho nó đen đen cổ cổ. Rồi sao? Nó chạy. Mới đầu tư quả mấy hơi mới mà. 2 triệu mấy. Bình lớn hơn. Xài bình lớn hơn với lại công suất lớn hơn xíu, bơm cho nhanh, xịt sơn cho thoải mái. Có nhiều anh hỏi em là bình hơi bao nhiêu là xài được, bình hơi nào cũng xài được mấy anh. Hỏi em là bình hơi nào bền thì bình hơi nào bền là do người bán mới biết được, chứ em cũng bó tay. Ở vùng mấy anh ra mấy anh mua, mấy anh hỏi cửa hàng bảo hành bao nhiêu lâu, rồi bình hơi nào xài được, để làm gì, để sơn hay làm gì, mấy anh cứ nói rõ cho người ta tư vấn cho mấy anh à. Lựa cửa hàng nào bán lâu năm á, người ta rành, ta tư vấn cho mấy anh. Đại khái là bình hơi nào cũng xài được, triệu mấy 2 triệu là xài được. Còn loại tốt tốt hơn thì 2 triệu mấy. Bình hơi là gọi là bình hơi không nhớt, tự động. Mấy anh muốn bền, mấy anh mua bình hơi có nhớt á thì nó sẽ bền hơn bình hơi không nhớt. Hoặc là bình Curo là bình bền nhất để chuyên để phục vụ cho ngành sơn. À, mình sơn chậu này ít thì mình xài cái bình không nhớt đi cho nó sạch. Cái lại cũng không cần bình Curo. Đó, đại khái bình hơi. Còn bền không bền là do người bán họ mới biết. Họ mới biết hãng nào thôi. Hãng bình hơi thì nó cả ngàn hãng khác nhau. Mấy anh chủ yếu là mấy anh hỏi người bán á. Họ coi cái nào bền. Họ bảo hành bao lâu là ok thôi. Rồi sơn nền đen xong xíu nữa khô mình sẽ sơn giả đồng nha mấy anh. Đen này là đen bóng ok cao cấp nha mấy anh. Nó khô lại nó vẫn còn bóng nha mấy anh. Đó là hệ cao cấp. Mấy hệ sơn á, sơn nước á mấy anh, có nhiều hệ. Hệ giá rẻ láng mịn, hệ giá rẻ. Giống như bên em có hệ láng mịn Dofin á là 79.105.000 ký. Đó là hệ giá rẻ. Còn hệ cao cấp á là nó khác, sơn nó là sơn bóng. Sơn nó có độ bóng. Là 129.000 đến 159.000 ký tùy màu. Đó, sơn thì nó quan trọng là độ phủ nữa. Cái độ phủ sơn nó có tốt không nữa. Ví dụ mấy anh mua ví dụ như cùng loại đi, ví dụ cùng cao cấp đi, 100 mấy nhau hết đi, bằng giá đi, nhưng mà có thằng phủ yếu hơn, có thằng phủ cao hơn đó. Khi mà sơn tốt hơn thì nó phủ cao hơn, nó ít hao hơn. Còn đen này là đen bóng ok, 139.000 ký đen bóng cao cấp. Sơn cao cấp thì nó sẽ có độ bóng, mấy anh sơn khi nó khô lại nó sẽ có độ bóng. Còn sơn giá rẻ thì nó sẽ không có độ bóng, nó khô lại mờ tịt à. Thì nó là sơn kinh tế mà, lợi ích kinh tế thôi.
nó không pha bóng vô cái bóng này nó mắc, pha vô nó mắc. Rồi sơn nó còn nhiều yếu tố cấu thành cái giá, về độ phủ, ngoài độ phủ ra rồi nó còn về là độ bền màu, độ bền màu theo thời gian nữa, rồi độ kiểu như là nó bám tốt nữa. Rồi sơn nó có độ co giãn nữa nha mấy anh, sơn tốt là nó có độ co giãn nữa, vì nó xài bằng nhựa và tinh màu, chứ nó không có xài bằng bột đá thì nó sẽ không bị giòn bằng sơn. Sơn thì nói chung là em bán cũng lâu rồi, sơn chậu thì em bán cũng lâu rồi, hầu như hãng OK là hãng đầu tiên ra về sơn dầu kiển, cũng nhiều em bán cũng phải 2.000 cơ sở lớn nhỏ. Sơn thì khỏi lo, bán cũng lâu, chất lượng OK, nó ổn định. Là sơn cao cấp nó được cái lợi thế là nó nhiều màu lắm anh, màu sắc của nó sang trọng, nhìn cái màu nó khác lắm, nhìn nó sang lắm, nó không phải như màu rẻ tiền đâu, màu rẻ tiền nhìn kỳ kỳ sao đó. Màu OK thì màu cao cấp thì nó sang, nói chung là có nhiều phân khúc cho mấy anh lựa chọn, giá rẻ cũng có mà cao cấp cũng có, nói chung mình muốn mua loại nào thì mình cứ nói rõ thôi. Rồi để em nó sơn màu đen xong đi ha, xíu khô rồi đánh giá đồng em quay tiếp cho mấy anh coi. Đen khô rồi mấy anh, đó sơn cao cấp thì đen nó khô, nó bóng lóng mấy anh ha. Đó, sơn ngoài thất bóng nha mấy anh, sơn giá rẻ thì nó không bóng đâu. Mấy anh nào có sơn một màu thì sơn phát bóng luôn. Giờ sẽ giả đồng luôn mấy anh, đó, bóng lóng đẹp. Bữa nay xài màu nhũ đồng 908 nha. Nhũ đồng này trước bán, trước giờ bán nhiều lắm, màu nhũ đồng 908 này chuộng lắm. Nó là giống màu đồng đậm á, nó giống đầu màu đồng đậm nên mình đánh phớt thôi, đánh nhẹ thôi thôi. Nó sẽ đậm hơn màu đồng 304 nha mấy anh, đậm hơn màu đồng 304 xíu. Nên mấy anh đánh nhẹ thôi. Mấy anh muốn đậm thì xài nhũ đồng này nó sẽ đậm hơn nè, nhũ đồng 908. Màu này trước giờ bán chạy nhất. Nhũ vàng xong tới nhũ đồng này là chạy nhất. Đồng 304 thì ít hơn. Đánh phớt trước rồi nó làm sao đó. Màu này nó đậm màu nha, nên mấy anh lưu ý đánh phớt phớt nha, tùy theo sở thích rồi mình chỉnh. Đều vô nha. Cái nền màu đen mấy anh phải để khô thì khô để đánh nó mới đẹp nha mấy anh. Nếu không là nó sẽ bị nhòe màu đen vô màu đồng, nó không đẹp đâu. Đen nó bóng nữa ha, đen OK bóng. Mấy anh lót kìm kỹ nữa thì cái sơn nó ít bị hút, nó còn bóng ác nữa. Này lót kìm hai nước đó mấy anh, xong rồi sơn màu đen hai nước nó bóng đẹp, cứ đều ra đừng cho nó đậm góc nha. Xíu nữa chỗ nào lợt mình muốn đẹp mà đậm lên thì mình đánh lên. Đánh đồng thì mấy anh đánh lấy ít nhũ thôi mà đánh nhanh tay lên một xíu, đừng có cho nó động vô góc, nó nhanh khô quá nó động góc nó xấu, không có đều. Cái chân quỳ của nó là hình con thiềm thừ mấy anh, con cóc tìm thừ á, cóc ba chân đó. Cái chậu này giống như là con cóc ba chân, nó đỡ vậy, cái mặt con cóc kìa, cái mặt mẹt kìa, năm cái chân á. Cóc này có vẻ đẹp trai, cóc của Tân nha, cóc của Tân mập ú rồi. Em có một bạn đục cóc á mấy anh, chuyên đục tượng gỗ á, đục cóc mập ú à, cóc này có vẻ đẹp trai hơn nha, cái chân ngầu hơn á. Cóc của Tân hiền lắm, cóc như ngớt vậy. Không biết nó có coi clip không, nó đen coi clip này chửi chết luôn. Ôm đánh nhẹ thôi, mẻ hay kìa, để đừng có nó tán cái sắt vô, tán cạnh sắt cho nó mẻ này kìa, lấy nhũ đánh cho nó, đánh nhẹ thôi, đánh vừa vừa, cẩn thận tán cái cạnh sắt cho nó mẻ cái cỏ, lấy miếng nhũ chấm nó, đánh luôn, lấy cỏ đánh luôn. Thôi rồi xíu nữa chỉnh sao. Màu này mà mấy anh đánh đậm lên nữa thì nó sẽ đậm lên nha mấy anh, nó sẽ lên màu đồng, nó sao ta, cái này cũng khó tả lắm, nói chung là nó đậm hơn thì nó đậm hơn thôi.
giống như màu lõi dây điện á, mấy anh đánh đậm lên là nó như lõi sợi dây điện, còn đánh lợt lợt vậy thì nhìn nó đồng lợt lợt cổ cổ, còn đánh kiểu nào cũng được. Nó đọc thì nó không có thật. Nói chung là tùy sở thích nha mấy anh, đậm lợt tùy sở thích. Với lại mấy anh có thể chọn màu đồng khác, màu đồng 304 hoặc mà màu nhũ vàng cũng được nữa, màu nhũ vàng đánh cũng đẹp nữa, nó ra kiểu hiệu ứng khác. Muốn giống đồng thì xài nhũ đồng 304, nhũ đồng 908 là dòng giống đồng nhất, hoặc là nhũ vàng 18K là ba màu đó là tương đối giống đồng nhất. Còn đồng đỏ thì có màu đồng đỏ nữa, bữa nay em sẽ làm màu đồng đỏ, đồng đỏ với anh coi. Đồng 304 cũng đẹp lắm á, bữa hay đánh cái tứ linh 79 rồi đó, 304 đẹp. Cái này cũng đẹp, màu đồng 908 này đánh cũng đẹp, nó cũng là một màu đồng khác. Nói chung đồng thì nó rất là nhiều màu anh, đồng đỏ, đồng đen rồi tùm lum á. Còn nhũ vàng thì đánh nó sẽ ra hiệu ứng khác, nhũ vàng đánh ra thì nó sẽ sáng hơn. Nhũ đồng cam nữa, có nhũ đồng cam nữa, bữa nào em sẽ làm hết màu nhũ đồng lên cái chậu này luôn. Nhưng mà anh thích đồng nào thì đồng, đồng cam thì nó đậm hơn, nó ra tông màu cam đậm hơn cái màu này nữa. Màu này giống như ở giữa đồng cam, mà đồng 304 mới ở giữa. Màu này đồng cam xong tới màu này xong tới đồng 304, đúng rồi, nó ở giữa. Nó đậm hơn 304 nhưng nó lợt hơn đồng cam. Nói chung đậm lợt thì do mình điều chỉnh nữa, mình thích đánh đậm lên thì đậm lên, lợt ra thì lợt ra. Nó đánh về là một nước thì nó lợt. Còn anh nào muốn đánh đậm hơn nữa thì đánh đậm hơn. Lân nè mấy anh, nãy là con rùa đó, giờ con lân. Em đang đặt anh Minh nó làm thêm cho em cái thêm một cái kiểu giống vậy, tứ linh giống vậy nhưng mà lớn hơn, kích thước 55. Hoa văn nó đẹp hơn nữa, nó nét hơn. Tứ linh nhưng mà tứ linh nét hơn, con phượng nó bay đẹp hơn. Con phượng này giống gà đá quá. Phượng này đứng cái tướng giống như đang đá gà. Còn cái chậu 55 kia thì hoa văn đẹp nhất, con phượng đang bay trên mây đẹp lắm. Em đang kêu anh làm thêm một khuôn đó và bộ bể khánh. Bể khánh kích thước dài 54 ngang 36 đó. Sắp tới em sẽ ảnh làm khuôn silicon nhiều, sắp tới em sẽ đặt ảnh nhiều về đổ nhiều, quay clip cho mấy anh coi. Còn khuôn này em không có bán nha anh, khuôn silicon này em không có bán. Anh mua thì mấy anh liên hệ cái số điện thoại mà em ghim dưới bình luận á, để em đọc cái số điện thoại cho nè. Có mấy nhiều khi mấy cô chú coi tivi á, có nhiều cô chú coi tivi chứ không có coi xài smartphone nên nhiều khi không có biết. Hồi nè anh chị nào mà muốn mua khuôn silicone này thì em không có bán nha, em chỉ có bán khuôn ABS, và khuôn và sơn chậu thôi. Cái khuôn silicone này thì phải làm thủ công và giá nó rất là cao, những cái 45 này là 6 triệu đó. Là mấy anh chị cô chú nào muốn mua á, khuôn này á, thì vui lòng liên hệ anh Minh nha. Anh Minh này nè, số điện thoại của anh nè 0917 324 787 đó. Anh chị nào cần mua khuôn thì liên hệ số đó gặp anh. Anh này anh người Tây Ninh, anh ở Tây Ninh, anh ở huyện Trà Bông, Trà Cú gì Tây Ninh á, không quên này, nói chung là không nhớ lắm. Thì anh chị nào cần mua thì cứ liên hệ anh, số điện thoại là 0917 324 787. Thì giá đúng cái này là em mua là 5 triệu rưỡi, nhưng mà anh kêu là cái khuôn này nó làm hơi tốn công nên là mấy anh chị kêu là báo cho mấy anh chị là báo 5 triệu 7 bơ ship á, nó hơi tốn công của ảnh nên anh báo lên. Tại em quen nên với lại em làm clip cho ảnh nè, anh bớt em chút đỉnh 5 triệu 7 bao ship nếu đúng giá đó. Nhưng mà em cứ làm tròn 6 triệu cho nó chẳng, rồi mấy anh chị muốn hỏi giá cái thương lượng với ảnh cứ liên hệ ảnh. Em chủ yếu em đem về em đổ làm video cho mình coi nè, với lại sơn phết rồi nè, giới thiệu màu sơn đồ cho mình coi thôi. Đó, quá đẹp ha, lên đẹp ghê ha, lồng lên đẹp. Chậu này sơn trong ngoài luôn, sơn trong ngoài luôn anh chị, cho nó đồng. Đó, mình để nó cho mấy anh kia nó tưởng chậu đồng, nó vô nó múc luôn, nó lụm lúa của mình luôn mà chết luôn á, đẹp lắm chậu này. Đồng nó bóng lên, ánh lên đó. Đồng cổ mà mình muốn đánh kiểu cổ cổ thì mình để cho nó cổ ha, đánh cổ cổ thôi. Còn muốn mà đồng không thì mình đánh đậm lên nữa thì nó giống như cái đồng đồng thau luôn. Còn đánh kiểu đồng cổ cổ nó đen đen thì mình để vậy đó. Con lân đó, đây cái chân đánh lên nè, nhìn cái chân sắc nét ghê, giống như mặt sắt vậy đó. Con này cũng giống như là đồng khảm vô vậy. Ủa, cái đồng nó có đúc bằng khuôn mà đúng không ta, mấy cái lư đó ha, đúc bằng khuôn chứ đúng không? Không, Chắc đúc bằng khuôn đất hay khuôn thạch cao gì chứ đúng không?
Nó đất sét chứ đúng phải đúng, không? là được Nó đập đất, cái khuôn nó nó chứ. đập đất bắt đầu Đúng xong cái chế vô luôn không? Làm bằng rồi, đất sét nó quá hả đổ ta, vô. chắc khuôn kiểu vậy quá, cũng không rành nghề đó. Trong đó có vàng á, này pha xíu vàng vô gõ Sao nghe tao bong không bong đổ vô bong. khuôn Rồi qua silicon đây, đâu có đổ khuôn silicon, cái đó nóng nóng lên mà đổ vô hư khuôn ba, chảy khuôn liền chứ. Rồi con phượng này, con phượng này nó không đẹp bằng con phượng 55, nhưng mà nói chung là đại khái là cũng tùy thợ, tùy vùng miền họ đắp, nói chung là không có cái gì chính xác á. Ví dụ như con rồng thời Trần nó khác, con rồng thời Lý nó khác, con rồng thời Nguyễn nó khác, kiểu như trong lịch sử như vậy. Cái ông ở vùng này vùng kia vùng nọ nó khác, con rồng Trung Quốc nó khác, con rồng Đài Loan nó khác, con rồng châu Âu nó mọc cánh kiểu nó khác. Nói chung phượng này nó cũng đại khái như vậy đó. Phượng này kiểu cái chân nó đang để cái thế nè, quốc rồng là đá vô mỏ rồng cái gì nè đá giống như đá cái banh lửa bên này nè. Phượng đưa cái chân đúng độc luôn, ơi đậm rồi đó, lấy ít thôi cứ từ từ, em đánh chỗ khác, em đánh chỗ khác đi. Cho nó lợt bớt cái cọ ra xong rồi lấy chỗ đó lại, hiểu không? Lợt ra mình mới lợt ra được, chứ em cứ đánh chỗ đó là nó sẽ đậm liền. Đẹp, nói chung là em thấy khuôn này đẹp. Mấy anh mà sơn giả cổ giả đồng này á, mấy anh đừng phủ keo nước, khỏi cần phủ. Màu nhũ đồng này nó hàng cao cấp, nó pha không có phai màu đâu, nó bền màu lâu lắm, nó cũng sẽ có phai theo thời gian nhưng mà lâu lâu năm, nên là mấy anh khỏi phủ keo nước cũng được. Mấy anh biết sao không? Để nhìn cho nó cổ, mình phủ keo nước lên nhìn nó nhựa lắm, nhìn nó bóng lên, nhìn nó nhựa nhựa nhựa, nhìn nó kỳ lắm, nó như đồ chơi vậy á. Mình để nó vậy nè, mình để nó, mình đánh sơn đen xong cái mình đánh đồng lên, cứ lót kìm kỹ là nó bền màu, cứ lót kìm kỹ với lại cộng với cái nhũ nó tốt á, nó sẽ bền màu. Và mình để y vậy nè, mình đừng phủ keo ống nước, nó sẽ nhìn nó cổ nó đẹp. Mấy anh mà phủ keo ống nước nhiều vô cái nó bóng lên, nhìn nó như đồ nhựa vậy á, nhìn nó kỳ lắm, không đẹp đâu. Tại đồng này nó có độ ánh rồi mấy anh ha, đó nó độ sáng 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 lên vậy đó, ánh vậy nó đẹp hơn. Hoa văn chi tiết ghê ha, khuôn silicon đúng không, khuôn mềm đúng không, mấy cái đường chỉ này mà vẫn còn y nguyên đó, mấy cái đường chỉ đúng chi tiết luôn. Đó là phải mặt trăng cha đó, viên châu á, viên chân châu ông nội. Biết sông Long Chanh Châu không, kiểu vậy á, mặt trăng gì cũng cố giống như cục lửa vậy á, sông Long Chanh Châu này trong chuyện phong vân gọi là cái gì á, cái gì long huyết không phải, huyết long huyết là máu rồng hả, Long Châu, Long Châu quất vô cái nội lực tăng liền, sơn giả đồng đẹp liền. Cái này mình sơn châu vô nào tưởng châu đồng vô cấp không ta, nhiều khi tưởng thiệt cái bộ. Tối rồi bị Để tao xa xa không biết đâu, để nhìn xa xa không biết đâu à, đúng mới không? Ở cái con này, cá ăn sơn người ta nhìn cứ tưởng đồng quá. cái này mà để trong chùa ha, tưởng động vô khinh thấy bà nội luôn á. Cái này để mấy công trình tâm linh, để mấy công trình tâm linh nè, hoặc là mấy chỗ chùa chiền nó đẹp. Nhà mình xài thì nó cũng đẹp, kiểu nhà đại gia, chơi kiểu đại gia, phong cách đại gia mới chơi nổi mấy cái đồ đồng. Rồi ok, anh thấy được rồi, thấy rồi. Thôi được rồi, tiếp rồi. Màu này là màu đồng 908 à, màu này màu đồng 304 nè, xoay xoay qua đây mình anh cái tí. Xoay mặt này tối quá, xoay hoa văn á. Màu 304 nó ánh vàng hơn. Này quay khó coi quá, camera quay. Màu này nó đỏ hơn mấy anh, nó ánh đỏ hơn, màu này ánh vàng nè. Màu này ánh đỏ nè, nó khác nhau á mấy anh. Ok, giờ quay một vòng với anh coi chơi thôi. Giờ không quan trọng màu đâu. Anh thích xài đồng nào cũng đẹp hết á. Đó, quá đẹp. Mà màu này nó thật hơn nè mấy anh, màu này nó thật đồng hơn. Đó, ví dụ mấy anh muốn đỏ lên nữa, mấy anh đánh lên nước nữa, nó sẽ đỏ lên nữa. Còn em thấy ngoài á, ở ngoài á, mình nhìn á, nó khác trong video một xíu. Ở trong video nó tối nhưng mà ở ngoài nó sáng hơn. Ở ngoài vậy là ok rồi. Và thích á, mình đánh đỏ lên xíu nữa. Không, cái này phải đánh con rồng lên xíu nữa mới được. Con phượng nó đẹp hơn nè. Con phượng với con lân đẹp hơn nè. Để kêu em nó đánh lên xíu. Con rồng hơi tối. Ừ, con rồng nó hơi tối, con rồng nãy đánh lợp quá. Đánh rồi em giục cái chậu này qua bên đi.
để đánh con rồng lên xíu nữa, nhấn con rồng lên xíu nha, cho nó đỏ đỏ, con rồng lên xíu mới đẹp. Rồng nó hơi tối nên là nó bị chìm xuống dưới cái nền. Rồi ok mấy anh, mới nhấn rồng lên xíu nữa cho mấy anh coi. Trời mà mát nó sẽ màu nó cũng sẽ khác xíu nha mấy anh, trời nắng màu nó cũng sẽ khác một xíu. Đây quay từ từ tí ơi. Đó, nét hoa văn của nó đó. Sâu ha mấy anh ha, đẹp ha. Quá đẹp. Đây, sơn trong nè, sơn trong nhìn cho nó bá đạo kẹo nè. Nó sống động nè, đó. Rồi ok mấy anh ha, thì hôm nay em sơn rảnh sơn cái chậu tứ linh khuôn silicon này cho mấy anh con hoa văn nó chơi. Với lại giới thiệu với anh, hướng dẫn với anh cách đánh đồng. Anh nào chưa biết làm thì coi hướng dẫn clip của em. Với lại giới thiệu cho mấy anh màu nhũ đồng 908 cho anh nào trước giờ chưa xài màu này thì có thể mua xài. Màu này thì em bán chạy xong màu nhũ vàng 24K. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video này của em nha.